số làm thượng thần, Đặng Luân trở thành sao hết thời trong phim ngôn tình mới. Kể từ sau Hương Mật Tựa Khói Sương, tên tuổi của Đặng Luân được săn đón nhiệt liệt. Anh không những đắt show quảng cáo, sự kiện giải trí mà còn thu về hàng loạt hợp đồng đóng phim. Trong số này có một tác phẩm đáng mong chờ chính là Cố Lên Cậu Giỏi Nhất. Phim chính thức khai máy vào sáng ngày 15 tháng 10, đánh dấu sự kết hợp mới mẻ giữa nam thần tiên giới Đặng Luân và ảnh hậu giải kim tượng Mã Tư Thuần. Cố Lên Cậu Giỏi Nhất chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Lên Cậu Mập Nhất. Nội dung kể về cô nàng mũm mĩm phúc tử thường bị người ta cười nhạo là bự con gấp đôi người thường nhưng vẫn lạc quan tích cực. Cô có đầu óc linh hoạt và khả năng viết lách xuất sắc. Trong lúc vừa thất tình lại thêm thất nghiệp, cô tình cờ gặp Hạc Trạch Vũ, ngôi sao từng nổi đình nổi đám nhưng hết thời sau 10 năm. Hai linh hồn lạc lối cứ theo cách như vậy bén duyên. Trong những ngày khó khăn nhất, phúc tử mập mạp trở thành người quản lý của Hạc Trạch Vũ. Cô cùng một số cộng sự của phúc tử thụ, Ngưu Mỹ Lệ tạo nên nhóm thảo đài cố gắng giúp Hạc Trạch Vũ nổi tiếng trở lại. Tác phẩm hiện đại này dự kiến quay trong vòng 4 tháng tại Bắc Kinh. Vì nguyên tắc Cố Lên Cậu Mập Nhất được đánh giá khá tốt trên trang Douban với 7,1 điểm nên bản truyền hình với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực được khán giả đặt nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ cũng tỏ ra thích thú khi Đặng Luân hết sánh vai bên dàn người đẹp như Địch Lệ Nhật Ba, Dương Tử, Angelababy lại bén duyên với Mã Tư Thuần. Trước đó cả hai còn từng tham gia trong chương trình Happy Cam và bị đồn hẹn hò bí mật. Hiện tại fan đang nóng lòng chiêm ngưỡng tạo hình của cả hai. Mã Tư Thuần sẽ ra sao với vẻ ngoài tròn trịa? Đặng Luân sẽ như thế nào khi từ tổng tài thăng cấp thành thượng thần trong Hương Mật Tựa Khói Sương rồi lại trở thành ngôi sao hết thời?